Chúa Giêsu trong công cuộc cứu độ nhân loại. Để phần nào giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về hành trình đau thương của Chúa Giêsu đã phải gánh chịu trước khi Chúa hơi thở cuối cùng trên đồi Canvê. Giáo sư Vinh Hòa, chúng ta xin được thể hiện lại một số hình ảnh đau thương này qua màn hoạt cảnh sau đây. Kính mời cộng đoàn cùng hợp ý với chúng tôi trong giờ phút suy niệm. Xin mời cộng đoàn hướng về phía sông Sa Kê để chứng kiến cuộc diễn giải.
Trước Dinh Phi Lê Tô, khi đoàn dẫn giải tiến gần đến cửa kinh, hai lính cầm đao đứng ngoài kinh cản đường khi đoàn người tiến đến gần. Một thượng tế tiến lên, người lính bước ra hỏi: thưa ngài, ngài cần gì? Chúng tôi có việc muốn gặp quan tổ trấn, các anh vào trình với ngài cho chúng tôi được gặp. Lính cúi đầu rồi tiến vào trong trình. Sau đó Phi Lê Tô cùng tiến ra. Các ông có việc gì mà đến tìm ta? Thưa quan tổ trấn, chúng tôi giải tới ngài một tội nhân, xin ngài xét xử. Trong lúc này, quân lính la hét đánh đập Chúa Giêsu. Thấy vậy, Phi-la-tô chỉ tay về phía quân lính: các ngươi làm gì thế kia? Tại sao lại hình hạ đánh đập người chưa có án? Còn người này, lần trước các ngươi đã giải tới ta, nhưng ta không thấy người này có tội, nên truyền cho giải về vua Herod để ngài xét xử. Sao nay là còn giải tới đây? Thưa ngài, vua Herod có chiếu chỉ truyền cho chúng tôi giao người này về cho quan để ngài toàn quyền quyết định. Phi-la-tô đọc chiếu chỉ rồi gật gù lên tiếng: cho tất cả họ. Như thế là vua Herod và ta đều không được chứng cứ nào để buộc tội người này. Bây giờ tôi hỏi các ngươi, người này đã phạm tội gì? Thưa ngài, hắn đã phạm luật đền thờ. Sao các ông không xét xử theo luật tôn giáo của các ông? Thưa ngài, ngài biết rất rõ chúng tôi không có quyền kết án tử hình đối với hắn, chỉ có ngài mới có quyền kết tội chết cho hắn. Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu: dân của ông và hội đồng tư tế đã tố cáo ông, mà lần ông cho tôi, ông có điều gì nói không? Ông có phải là vua Do Thái không? Chúa Giê-xu trả lời: điều đó do ngài nói, hay có người khác nói cho ngài biết về tôi? Nước của tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước của tôi ở thế gian này, người của tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ tôi. Vì như ngài nói, tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đến thế gian để làm chứng về sự thật. Sau đó, sau khi xét hỏi Chúa Giê-xu, Phi-la-tô thấy người không có tội, nên quay sang nói với người đồng: ta và vua Herod đều không tìm ra lỗi mà các người đã tố cáo, vậy ta cho đánh đòn đuổi theo cho về. Ý các người thế nào?
nhưng ta không thấy người này có tội. Thôi được, theo truyền thống của người Giáo Thái, trong dịp lễ vượt qua, ta sẽ cho thêm một người tù. Đi nào, giải tên tử tù ta đây. Oh, man.
chẳng biết mẹ con ta là gì. Con xin mẹ hãy về chết ở cùng những kẻ có tội trọng. Bây giờ mẹ chẳng khác nào con chết ở trong mặt số đường. Đã có con liều mình vì tội thiên hạ. Con xin mẹ hãy về. Kể từ khi con chịu chết thì càng thêm đau đớn hơn nữa. Khi nghe con nói như vậy, Đức mẹ liền than rằng: con biết là sự sống linh hồn mà thứ mẹ là mặt con làm sao? Nếu bạn mẹ là con đây thì mẹ biết mẹ đau bao giờ. Mẹ là chỉ mọi sự khốn khổ trên thế gian. Con chỉ một lần mà về, dù bố mẹ chẳng có biết nhận tội cho ai, mà cũng xin cảm ơn bố con cho một phép ấy. Con tôi lâu thì mẹ đi theo ấy, mẹ chưa bắt quen giết con cùng mẹ nổi. Vì sợ trời tối, con đến nơi hành quyết, nên quan quân lại hối thúc các Chúa Giêsu tiếp tục lên đường. Nhưng vì gánh sợ nặng đường rốt khó đi. Nhưng Chúa Giêsu đã quay mặt lại và nói với họ:
sớm thành Jerusalem. Chúa khóc thương ta làm chi? Hãy khóc thương cho các ngươi và con cháu các ngươi sau này sẽ phải khốn. Rồi chúng lại hối thúc người bác thánh giá lên núi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.